chúng ta bước sang phần 2, đó là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Ở đây, thầy có một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Thầy gọi là hệ 2. Hiện nay gồm có 4 bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Và với hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thì chúng ta cũng quan tâm đến nghiệm của nó và biểu diễn tập nghiệm của nó ở trên mặt phẳng tọa độ. Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn này là gì? Các em cũng thể đoán được, đó là tất cả những cặp số xy mà thỏa mãn mỗi mỗi bất phương trình bài nhát hai ẩn ở đây thầy có thể lấy ví dụ như là cặp số không không đây là một nghiệm của hệ bất phương trình hai nó thỏa mãn tất cả các bất phương trình bài nhát hai ẩn ở đây như vậy làm thế nào chúng ta có thể tìm được cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình này ở trên một phòng tọa độ chúng ta sẽ nghiên cứu ngay qua bài toán này nhé đầu tiên qua bốn bất phương trình bài nhát hai ẩn này thầy sẽ có bốn đường thẳng D1, D2, D3 và D4. Và thầy sẽ biểu diễn các đường thẳng này ở trên mặt phẳng tọa độ. Thầy có đường thẳng D1, đường thẳng D2, D3 ở đây chính là trục của Y và D4 ở đây chính là trục của X. Đến đây chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta tìm ra miền nghiệm của hệ phương trình 2 này. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách đầu tiên, đó là cách đơn giản nhất. Đó là chúng ta sẽ tìm miền nghiệm Từng bất phương trình một sau đó chúng ta sẽ lấy phần giao của các miền nghiệm này lại với hệ bất phương trình hai như thế này thì thầy sẽ bắt đầu tìm miền nghiệm của bất phương trình x lớn hơn bằng không và y lớn bằng không trước với x lớn bằng không thì chúng ta quan tâm đến đường thẳng x bằng không hay chính là trục Oy ở đây và chúng ta thấy ngay miền nghiệm của bất phương trình này đó chính là phần mặt phẳng có bờ là Oy và nằm ở bên bên phía tay phải như vậy chúng ta sẽ bỏ đi phần mặt phẳng này Với bất phương trình y lớn bằng 0. Chúng ta quan tâm đến đường thẳng D4 là y bằng 0 hay là trục OX. Y lớn bằng 0 thì chúng ta sẽ lấy phần nửa mặt phẳng bờ là OX và nằm ở phía trên trục hoành. Như vậy chúng ta sẽ bỏ đi phần này. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp bất phương trình 3x cộng y nhỏ là bằng 6. Chúng ta quan tâm đến đường thẳng D1 là 3x cộng y bằng 6. Thầy đã biểu diễn ở đây. Để tìm được miền nghiệm của bất phương trình này thì thầy thay tọa độ của điểm gốc tọa độ ô vào đây. Thay vào đây thầy được không nhỏ bằng 6. Nó thỏa mãn bất phương trình chứng tỏ chúng ta sẽ lấy phần đường mặt phẳng mà chứa điểm O và bờ là D1. Như vậy chúng ta bỏ đi phần này. Và hoàn toàn tương tự chúng ta cũng có thể tìm được miền nghiệm của bất phương trình x cộng y nhỏ bằng 4. Nó cũng là phần đường mặt phẳng bờ là D2 và chứa chứa điểm mô chúng ta bỏ đi phần này như vậy sau khi bỏ đi các miền nghiệm không thỏa mãn lần lượt các bất phương trình trong hệ bất phương trình hai này chúng ta tìm được miền nghiệm của hệ 2 chính là một tứ giác Tứ giác thể đánh dấu màu đỏ ở đây chính là miền nghiệm của hệ bất phương trình 2. Như vậy với cách giải lần lượt từng bất phương trình và loại bỏ đi các miền không phải là miền nghiệm của từng bất phương trình, chúng ta đã tìm được miền nghiệm của hệ bất phương trình 2. Sau đây thầy sẽ trình bày cách thứ hai là một cách ngắn gọn hơn. Ở cách thứ hai này thì việc đầu tiên thầy cần làm đó là thầy cần tìm ra một nghiệm của hệ bất phương trình 2. Và thầy lưu ý thêm đó là điểm biểu diễn nghiệm này phải không được nằm trên các đường thẳng D1, D2, và D3 và D4. Thầy sẽ bắt đầu với x lớn bằng 0 và y lớn bằng 0. Thầy sẽ chọn cặp số là x bằng 1 và y bằng 1 xem sao. Thì thầy được là 2 nhỏ hơn 4 rồi. 3 x 1 là 3. 3 cộng 1 là 4 cũng nhỏ hơn 6. Như vậy thì 1 1 chính là một nghiệm của hệ mặt phương trình 2. Và thầy biểu diễn nghiệm này ở trên mặt phẳng tọa độ chính là điểm M. 1 1. Khi đã tìm được điểm M thỏa mãn như vậy rồi thì công việc tiếp theo đó là thầy sẽ loại bỏ đi tất cả các nửa mặt phẳng có bờ lần lượt là D1, D2, D3 và D4 mà không chứa điểm M. Các em lưu ý là không chứa điểm M nhé. Bởi vì nếu chứa điểm M thì nó lại chứa miền nghiệm của hệ hai rồi. Với D1 thì thầy sẽ loại bỏ đi phần nửa mặt phẳng này. Nó là phần nửa mặt phẳng không chứa điểm M. Với D2 cũng tương tự như vậy, thầy loại bỏ đi phần này. D3 là trục y, Thầy sẽ loại bỏ đi phần này. Đó là phần không chứa điểm bờ Và D4 là OX cũng vậy. Gộp lại thầy sẽ được kết quả miền nghiệm của các phương trình này. Chính là phần thầy không tô đậm ở đây. Và miền nghiệm này là một tứ giác. Cách thứ hai này có vẻ không tự nhiên bằng cái thứ nhất. Nhưng chúng ta lại dễ trình bày hơn. Đó đây chúng ta chỉ cần biết là Điểm M11 có tọa độ thỏa mãn tất cả các bước phương trình. Cho nên chúng ta sẽ biểu diễn miền nghiệm bằng cách tô đậm tất cả các nửa mặt phẳng có bờ là d1, d2, d3 và d4 và không chứa điểm M. Như vậy, tìm được miền nghiệm của hệ 2 là phần không bị tô đậm. Ở đây chính là một tứ giác. Hay thầy có thể nói cái khác, nó chính là tứ giác O, A, I, C Ở đây Khi nói tứ giác O, I, C Thì chúng ta nói đến Cả các cạnh của tứ giác này Lẫn phần trong của tứ giác Nếu chúng ta có thể tìm được một nghiệm của hệ này Một cách nhanh chóng Thì ta sẽ sử dụng cách 2